Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chèn số trang và cách chèn thời gian và trong slide của Powerpoint. Đầu tiên, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chèn số trang và slide của Powerpoint. Để chèn số trang á thì các bạn chúng ta sẽ vào tab Insert. Sau đó các bạn chúng ta chọn mục là Header and Footer. Thì lúc này một hộp thoại có tên là Header and Footer nó xuất hiện. Để đánh số trang á thì các bạn chúng ta sẽ tích vào một là Slide Number. Các bạn tích chọn vào. Sau đó các bạn chúng ta để ý ở khung Preview ở cái góc dưới cùng bên phải á nó có khung màu đen thế này chứng tỏ là chúng ta sẽ đánh số trang nằm ở góc dưới cùng bên phải ở vị trí này rồi sau đó các bạn chúng ta sẽ để ý hai tùy chọn đó là apply và apply to on nếu mà các bạn chọn vào apply á là chỉ đánh số trang vào slide mà các bạn đã chọn do ở đây tôi chọn vào slide số 2 này nếu mà tôi chọn apply á thì chỉ có slide số 2 này được đánh số trang thôi còn các slide còn lại á sẽ không được đánh số trang còn nếu mà tôi chọn vào apply to on á thì tất cả các slide trong PowerPoint sẽ được đánh số trang ở đây tôi sẽ đánh tất cả các số trang trong slide thì tôi sẽ chọn là apply to on thì các bạn thấy lúc này á ở tất cả các slide nó đều có số trang đó tiếp theo các bạn có thể là định dạng số trang các bạn chọn vào nó này sau đó các bạn vào tab home các bạn có thể là chọn phông chữ cho nó rồi có thể là chọn kích thước chữ Cũng như là chọn màu sắc cho chữ Đó các bạn thấy không Khi tôi đã định dạng thì nó sẽ to hơn Và có màu đỏ Đó là cách đánh số trang bắt đầu từ 1 Còn nếu mà các bạn chúng ta Muốn đánh số trang bắt đầu bằng số bất kỳ Chẳng hạn ở đây tôi muốn đánh số trang Bắt đầu bằng số 3 Thì tôi làm sao Thì ở đây các bạn chúng ta sẽ vào tab Design Sau đó các bạn chúng ta chọn vào mục là Slide Size này Bấm vào tam giác nhỏ chỉ xuống ở đây các bạn chọn là custom slide size. Các bạn chọn vào. Sau đó ở cái mục là number size from á, các bạn chúng ta sẽ nhập vào số trang mà các bạn muốn bắt đầu. Chẳng hạn ở đây tôi muốn đánh số trang từ số 3 á thì tôi sẽ nhập số 3 vào. Sau đó tôi bấm ok. Thì các bạn thấy lúc này á số trang bắt đầu bằng số 3. Đó, từ trang đầu tiên trở đi là bắt đầu bằng số 3. Trang số 2 là số 4. Đó. Đó là cách đánh số trang trong PowerPoint Bo Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách trang thời gian và trong các slide của file PowerPoint Bo Để trang thời gian á, thì các bạn chúng ta vào tab insert Sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào Header and footer cũng được Hoặc là Date and time cũng được Ở đây tôi sẽ chọn là Header and footer này Rồi Để trang thời gian á, thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào một là Date and time tích vào Ở đây có hai thì chọn nếu mà các bạn chọn vào thì chọn đầu tiên á thì thời gian nó sẽ tự động cập nhật. Còn chọn vào thì chọn số 2 á, tức là cố định thời gian. Giả sử như ở đây, tôi chọn thì chọn số 2 là fit và cố định thời gian chẳng hạn ở đây tôi nhập là ngày 29 tháng 3 2021. Và tôi chèn ở tất cả các slide, tôi chọn vào apply to on này. Thì các bạn thấy ở tất cả các slide nó đều có mốc thời gian này Còn nếu mà tôi chèn thời gian tự động thì nó sẽ hiển thị như thế nào? Ở đây tôi sẽ chọn vào tab insert này. Sau đó tôi chọn là header and footer. Ở đây tôi sẽ chọn là tùy chọn tự động là update automatic. Và các bạn bấm vào mũi tên chỉ xuống này, các bạn có thể chọn vào một kiểu mà các bạn muốn. Chẳng hạn ở đây này, tôi vừa chọn ngày và vừa chọn thời gian luôn. Ở đây tôi sẽ chọn vào tùy chọn này. Sau đó tôi sẽ chọn vào app to on thì các bạn thấy nè ở tất cả các slide á nó đều có thời gian tự động cập nhật bây giờ là 4 giờ 24 phút thì các bạn đợi một xí nha tí nữa khi các bạn tôi trình chiếu slide này đó bây giờ nó đã lên là 4 giờ 25 25 phút nó tự động cập nhật cho các bạn còn nếu mà các bạn chọn vào tự động là cố định đó thì nó sẽ không tự động cập nhật nha các bạn lưu ý điều này như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn cách chèn thời gian cũng như là cách chèn số trang và slide của Fibre Boy. Nếu thấy video hay hiểu hết đó thì các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn bạn đã theo dõi.